Phúc họa ở tâm, ba câu nói có được mọi thứ. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi mắc phải những sai lầm nhất định. Có những sai lầm mang đến bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nhưng cũng có những sai lầm không thể sửa chữa, khiến bản thân có khi phải hối hận cả đời. Cho nên, có những bài học, những lời răn dạy, nếu bản thân mỗi người biết sớm hơn, thì đã không phải nói giá như. Sau đây là ba câu nói của người xưa, nghe một lần bằng đọc nghìn cuốn sách. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu nói thứ nhất, ôm giữ lòng cảm ơn sẽ có được mọi thứ. Thời Đức Phật còn tại thế, có một ông lão có 5 người con trai, nhưng không ai nguyện ý chăm sóc phụng dưỡng ông lão lúc tuổi già. Không còn cách nào khác, ông đành phải đi khắp đầu đường xó chợ để xin ăn. Ông cảm thấy cuộc đời tràn đầy đau khổ, cũng oán hận những đứa con bất hiếu, đồng thời thấy bất lực đối với vận mệnh bi thảm lúc cuối đời của mình. Một ngày kia, khi gặp được Đức Phật, ông lão liền hỏi: "Kính thưa Đức Phật từ bi vĩ đại, Ngài có cách nào có thể thay đổi vận mệnh bất hạnh của lão hay không?" Đức Phật liền hỏi ông: "Ông có biết cảm ơn không?" Ông lão trả lời: "Lão đây không biết thế nào gọi là cảm ơn, kính mong Đức Phật từ bi chỉ rõ bến mê." Đức Phật chỉ vào cây gậy ông lão đang cầm trên tay và nói: "Trong lòng ông có cảm thấy cảm ơn đối với cây gậy mà ông đang cầm trên tay này không?" Ông lão nghe xong câu nói này, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Lão đương nhiên là có thấy. Lão ra ngoài xin ăn, mỗi khi gặp phải chó dữ, nó là cây gậy đuổi đánh chó của lão. Những lúc bước đi trên con đường gồ ghề, lên đèo xuống dốc, nó giống như là cánh tay mang đến an toàn cho lão. Những lúc lão đây mệt mỏi thì sẽ gối đầu lên nó mà ngủ. Nó là chỗ dựa hạnh phúc của lão. Vậy nên, đối với cây gậy này, lão đây thật sự mang ơn rất nhiều, thật không cách nào biểu đạt hết được nỗi cảm kích trong lòng." Đức Phật liền vui vẻ khen ngợi rằng: "Thế thì từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ông hãy cứ cầm theo cây gậy này, không ngừng nói câu cảm ơn. Cứ như vậy, cho đến một thời gian nhất định, vận mệnh của ông sẽ tự thay đổi." Ông lão nghe theo lời dạy của Đức Phật, tin tưởng không chút nghi ngờ. Từ đó về sau, ngày nào ông cũng đều nói cảm ơn. Không chỉ nói cảm ơn với cây gậy, mà ông cũng nói tiếng cảm ơn với hết thảy những người thiện tâm bố thí cho ông. Cuối cùng, cho đến những người xấu ác đã làm tổn thương ông, dối gạt ông cũng đều nói tiếng thực lòng cảm ơn họ từ trong tâm. Cảm ơn khiến cho lòng ông không còn chút tâm oán hận nào nữa. Cứ thế lâu dần, ông dần dần đã đạt được đến cảnh giới tâm trí thanh tịnh. Một ngày kia, Đức Phật lại giảng kinh. Ông lão nghĩ thầm: "Mình hôm nay đạt được cảnh giới hạnh phúc an vui như vậy, đây đều là nhờ ơn Đức Phật ban cho. Mình phải đi cảm tạ Ngài mới được." Thế là ông bèn đi nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Đức Phật trông thấy ông đến, bèn nói với đại chúng rằng: "Hôm nay tôi sẽ thỉnh mời một ông lão tu hành đến thuyết giảng về tam muội cảm ơn của ông ấy cho mọi người." Đức Phật bèn mời ông bước lên đài, mời ông giảng rõ câu chuyện cảm ơn của ông. Vừa khéo, ngày hôm đó, 5 người con trai của ông lão cũng đến nghe giảng ở bên dưới. Họ nghe thấy người cha của mình giảng đối với một cây gậy cũng đều nên chân thành cảm ơn, huống chi là những thứ khác. Càng hướng là đối với cha mẹ đã ban mạng sống cho mình. Nếu như đều không biết cảm báo ân đức, người như vậy quả thật là cầm thú cũng không bằng.
Thế là năm người con này lương tâm trỗi dậy, hiếu tâm khởi phát. Nghe giảng kinh xong, họ đều chênh nhau chạy lên bục tỏ ý muốn phụng dưỡng cha mình. Lúc này Đức Phật nói với ông lão rằng: vận mệnh của ông bây giờ đã được thay đổi rồi. Một người nếu biết ôm giữ lòng cảm ơn, người đó sẽ có được mọi thứ. Một người nếu không có lòng cảm ơn thì người đó sẽ không có được gì cả. Quý vị thân mến, nhận ân của người một giọt nước nên lấy thùng nước mà báo ân. Còn người khác nếu có oán thù với mình thì hãy mau chóng quên đi. Bản thân không nên đau đáu ghi hận trong tâm, bởi lợi người cuối cùng cũng là lợi mình, hại người sau cùng cũng là làm hại chính mình. Luôn biết ơn, luôn bày tỏ lòng biết ơn và tha thứ ngay cả với những người đã làm tổn thương chính mình, cuộc sống sẽ đủ đầy hạnh phúc. Chỉ những người biết ơn mới có thể gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống, và họ cũng có thể từ bỏ sự đổ lỗi vô nghĩa. Những người biết ơn sẽ tràn đầy sức sống cởi mở và khôn ngoan. Họ luôn nhận được may mắn và cuộc sống ít gặp rắc rối. Người biết ơn cuộc đời sẽ đền đáp. Câu nói thứ hai: thành bại đời người đều do tầm nhìn quyết định. Tâm thái quyết định tầm nhìn, và tầm nhìn quyết định vận mệnh. Độ cao tương lai của một người được ẩn giấu trong tầm nhìn của người đó. Chúng ta cùng phân tích qua hai mẫu chuyện sau. Thứ nhất, bên kia đường đối diện một khu dân cư có hai nhà hàng nhỏ. Vốn dĩ, hai nhà hàng có phong cách khác nhau, nên từ trước đến nay, họ luôn chung sống, hòa thuận, làm ăn phát đạt. Nhưng thời gian trôi qua, hai bên bắt đầu không ưa nhau, luôn muốn đuổi đối phương đi để trở thành là nhà hàng độc quyền trên con phố ấy. Cứ như vậy, hai gia đình đã bí mật sử dụng đủ mọi thủ đoạn để lấn át và chèn ép lẫn nhau. Cuối cùng, một nhà hàng đã buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cửa hàng chiến thắng cũng chẳng khởi sắc được như mong đợi, và ngay sau đó, nó cũng đóng cửa. Hóa ra, một cửa hàng đóng cửa đồng nghĩa với việc mất đi một nửa lượng khách của cả con phố. Những khách hàng cũ cũng đã chán ăn ở một chỗ. Người đến càng ngày càng ít đi. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này vẫn còn làm rung chuyển thế giới công nghệ ngày nay. Năm 1997, người sáng lập Microsoft Bill Gates tuyên bố sẽ rót 150 triệu USD vào Apple, công ty đang gặp khủng hoảng lúc bấy giờ. Tin tức này gây náo động khắp thế giới. Chẳng ai lạ gì, Microsoft và Apple luôn là đối thủ không đội trời chung của nhau trong nhiều năm. Apple đang trên bờ vực phá sản, và đây là thời điểm tuyệt vời để đánh bại nó. Tuy nhiên, thay vì làm điều này, Microsoft đã đưa tay ra giúp đỡ, và sau đó là sự tái xuất của Apple. Và sau đó nữa, hai công ty đã cùng nhau phát triển, đẩy ngành công nghiệp máy tính của thế giới lên một tầm cao mới. Hai câu chuyện này nói lên điều gì? Câu chuyện thứ nhất cho chúng ta thấy thế giới này luôn tồn tại những người có lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn ngắn hạn, luôn tìm cách đánh bại đối thủ cạnh tranh. Khi một người dồn hết sức lực vào tính toán hãm hại những người xung quanh mình, người đó cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Người như vậy làm sao nên nổi việc lớn? Trong câu chuyện thứ hai, vì Bill Gates có tầm nhìn của đại bàng, đặt mình ở vị trí để có thể nhìn xa trông rộng, kết quả là không chỉ giúp đỡ được người khác mà còn phát triển sự nghiệp của mình càng rực rỡ hơn. Cho nên thành bại đời người đều do tầm nhìn quyết định. Người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy được cái lợi ích và tiện lợi trước mắt. Đó đều là những cái lợi nhỏ nhoi, ngắn hạn mà thôi. Người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ bỏ cái lợi nhỏ ngắn hạn trước mắt mà đầu tư công sức
tiền của vào tương lai, rồi ắt có thành công lớn, thành quả lâu dài, tầm nhìn quyết định tương lai của bạn. Câu nói thứ ba, thiện ác khởi từ tâm. Phúc lành hay tai vạ chính là do tâm người định đoạt. Vào thời Xuân Thu, khi Tống Cảnh Công làm vua nước Tống, năm thứ 37 xuất hiện tinh tượng Huỳnh hoặc Trấn Sao Tâm, tức là hiện tượng sao hỏa chủ việc binh đao xâm nhập vào phạm vi của tâm túc tinh là điềm cực sống. Tinh tượng đại biểu cho biến hóa của thiên tượng đối ứng với phúc họa của con người. Trời đất dùng sự biến đổi thiên tượng để cảnh báo thế nhân, đứng trước tai nạn mà xem xét từng ý niệm của con người. Tuy nhiên, phúc họa lại do sự lựa chọn của mỗi người. Tống Cảnh Công kính sợ thiên thượng, trong lòng lo âu, gọi Tử Vi đến hỏi. Huỳnh hoặc Trấn Sao Tâm là đại biểu cho điều gì? Tử Vi nói, huỳnh hoặc là đại biểu cho sự trách phạt của thiên thượng, tai họa sẽ ứng vào thân của quân chủ nước Tống. Mặc dù vậy, có thể chuyển huỳnh hoặc vào thân của tể tướng. Tống Cảnh Công nói, tể tướng là nhân tài trị quốc, chuyển vào thân của ông ấy thì ông ấy sẽ chết. Không được, quả nhân sẽ tự mình gánh chịu. Tử Vi nói, cũng có thể chuyển vào thân của Bách Tính. Tống Cảnh Công nói, Bách Tính chết đi thì ta làm quốc vương còn có ý nghĩa gì nữa? Ta nguyện một mình ta chết cũng được. Tử Vi nói, vậy có thể chuyển sang kết quả thu hoạch mùa màng của năm sau. Tống Cảnh Công nói, kết quả thu hoạch mùa màng năm sau không tốt thì dân chúng cũng sẽ chết đói. Vì ham muốn của quân vương mà giết dân chúng của mình thì quá tùy tiện. Ai còn xem ta là quân chủ nữa? Mệnh của quả nhân đã đi đến cùng rồi. Khanh không cần nói nữa. Tử Vi quỳ xuống nói, vị thần to gan, xin chúc mừng đại vương. Thiên thượng ở trên cao, nhất định có thể nghe thấy lời của ngài. Đại vương ba lần nói lời nhân từ, thiên thượng nhất định sẽ thưởng cho ngài ba lần. Đêm nay nhất định tinh tượng sẽ biến đổi ba lần, thọ mệnh của đại vương sẽ kéo dài thêm 21 năm. Đêm hôm đó, tinh tượng quả nhiên dịch chuyển ba lần, đúng như Tử Vi nói. Mọi người cho rằng Tống Cảnh Công vì sinh thiện niệm đức hạnh cảm động lòng trời, nhờ vậy mà nước Tống đã tránh được đại nạn. Cổ ngữ nói, tướng do tâm sinh, vận mệnh cũng tùy theo thiện ác mà biến hóa. Mỗi một sự tình đều có khả năng chuyển biến. Điều cốt yếu là xem chúng ta suy nghĩ ra sao, đối đãi như thế nào. Thiện lương là bản tính tiên thiên của con người, đó mới chính là chân tính của chúng ta. Con người làm bất cứ việc gì thì đều là làm cho chính mình. Thiện ác có báo là thiên lý. Hết thảy những việc chúng ta làm hôm nay đều là lựa chọn cho tương lai của mình. Thiện niệm là phù hợp với thiên lý, đại đạo là trở về với bản tính của con người và cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của con người. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.